tao ngủ hơn ngoài. Mày chết, con đi cho tao nhờ. Thằng nào đó ta đâu có biết. Thằng anh nào? Chết rồi. Chết rồi. Tao chạy trước nha. Em mở đó giờ cho em nghỉ ngơi. Em đi vào phòng để pháp sư ở ngoài nha. Ơi ơi trời, mẹ nó ngủ mà thì mình ngáo gì đây trời. Trời ơi, mẹ ngủ mà. Chết chưa, pháp sư chết rồi. Dữ nhất rồi. Con chạy. Bây giờ ơi mày đâu khác quá à. Pháp sư đây là đâu? Pháp sư như đấy em cảm thấy nó quen quen. Đây là cái thế giới của cậu bé mộng mà. Ủa sao pháp sư biết? Pháp sư bữa pháp sư có con chào đây đâu? Tao biết mà. Thấy chỗ này say mơ vậy là tao biết rồi. Mơ say say mơ gì? Pháp sư cưng hi kem. Em là cậu bé mộng mơ nè. Cốt. Ấy à, em hỏi cậu bé mộng mơ chuyện gì? Chuẩn bị cái anh sĩ gặp tai nạn đó. Tai nạn gì? Tai nạn gặp anh trai của San Virus. Virus San. Tòng ao. Bao năm em chưa quánh lộn. Giờ mình có nơi quánh nó không? Thôi. Chắc chắn là rút hàng ra rồi. Nó còn nhỏ ngắm, mày đừng đánh. Em sẽ đánh anh trai nó. Nó là giấc mộng. Coi em chừng nó kêu hả? Coi chừng chừng mày rớt. Ủa gì vậy? Coi chừng nó. Mày mà đánh đụng vào cái ngông của cái thằng thằng cậu bé mộng mơ ngày nay mà ra sao xuất hiện. Em giúp anh bây giờ, em có nói nè. Đi. Ủa khoai. Ê mộng mơ, mày cho tụi tao hát đi chứ mày cho tao ở đây rồi sao tao hát. Đây. Bùm. Con chó này. Ê hát mồm bây giờ. Chú hả? Đây là đâu? Và tôi là ai? Đây là gì? Tôi đang làm gì? Ở đây. Chúc pháp sư si và cưng hi kem mạnh khỏe nha. Tụi mình có bị gì đâu mà chúc mạnh khỏe. À đâu đâu. Đâu chân tao. Chân ai? Chân tao. Bị hỏi hết. Giờ em đi trước nha. Thằng con biết thằng San Virus đó đâu. Nghe nói là virus nên có phải chốt chữ error. Error. Không nha. Hả? Hả? Là nơi đúng không? Level 4, level 5
Hãy
đó. Đi đây. Không có nữa. Chẳng sao vậy, giọng không có nói gì luôn á. Con ta vô lần nữa coi. Bé. Mày nằm đó hả anh ta? Nãy nghe tiếng hai người lần mà. Có đâu? Trời đất ơi. Vừa hổ nó coi. Chào anh. Ủa sao cái chi nó gì mà nó cao quá vậy? Nó mà nó cái dầu em mới nâng lên. Chắc được đó. Để tập câu thử đây.
có một tù nhân. Mình phải xem này, để mình thấy thôi. Được xong rồi. Sẽ không nhanh đâu. Pháp sư, chạy đi. Chạy nhanh lên. Không. Khi đó pháp sư đã được phóng thời trở lại. Cái này mình phải đi cứu chúng nó. Mà cứu cứu sẽ bước chân nó rồi. Ta mới có sự em chết ta. Cứu ơi. Bây giờ có sự đã sẽ bước chân chỉ nhận cũng cái người tạo ra em. Anh mới có sự đó. Mẹ của tao mà người tạo ra mày á. Và vợ của ông tội em là vợ của cha em. Pháp sư là em của em. Anh lên! Em cũng tỉnh lên rồi hả pháp sư? Em đi ra đây. Chân chừng này anh có ở sống rồi. Tốt chân này. Nào, pháp sư sẽ ngon lắm. Quan cản cương đi tìm. Cái chân đó có cười đấy. Tay nằm dưới cuối cùng. Ngay là người mà đúng rồi. Tao không bao giờ tao xưng mày là anh của tao. Ngày cũng bảo phải em của tao. Mày là Erosan 404. Em của mày là Alpha. Em của mày đã chết từ trước rồi. Alpha của tao dưới cuộc sống. Mày biết tao là không?
ai? Con kiếm đâu rồi? Ta đâu có kiếm. Tôi đi kem trở lại đi. Lớn ngộ được sức mạnh của ta chưa? Chưa. Xé độ của pháp sư. Mình cùng đóng một trận chiến nè. Được không? Không. Tại sao? Phan, nên mình tự bán Phan. Phan của tao. Phan, Phan. Ủa mày đã chết rồi. Hẹn là Mr. Tôn. Hẹn là Mr. Tôn. Bằng áo. Chết mày nè.
giọng không quen. Vì bức tranh thì pháp sư cho dù ướt cũng pháp sư vẫn để lại mà. Nè, mày phá nè. Đứng dậy quánh nè. Đứng, ăn ra. Thôi tao mở rồi, tao mở. Không. Dậy quánh. Nè, mơ là đấu với hai một đế vương đó. Ai, thằng nào? Nghe nó ghê lắm. Em biết gì đúng không? Không, đế vương này có một con xanh rất là mạnh.